как бы в её комнате. Нет, ты и ты Đường trơn, đường trơn, mẹ té. Đường trơn, thôi, mùi gà. À hả, cô chú ơi. Em phim ma này, cô chú đang nhìn ngoài bên này chú, có thể. Cô chú nhìn gì à? Gà. À hả, à, cách này. Cô chú sẽ nghe cho cái này tiệc màu khẩm. Cô chú ơi, xin chào mọi người nha. À, hai mẹ con hôm nay giờ này là khoảng 5 giờ mấy chiều á. À, dẫn Lucas đi thay đồ, dẫn Lucas đi đá banh của chú rồi, nhưng mà ra ngồi thấy mưa đá, cái là cái hạt đá nó nhỏ xíu rồi nè, mưa đá này nhỏ thôi, cái hạt đá nó tròn veo rồi, đây qua đây qua đây, nó rớt xuống nè, nó không phải là tuyết nhưng mà nó đang là cục đá, nó tròn veo gì nè mọi người, nó rớt xuống dưới đường là nó bám cứng nhắc, nó trơn lắm, nó trơn như là y là mặt đá gì đó. Đường rất là trơn, rồi cái em đi dẫn Lucas đi qua tới cái khúc đi xuống dốc á, đi không được là nó trơn á, đi theo cái bánh xe của Tima nữa nè. Cái nó trơn nó muốn té luôn là không dám dẫn đi. Rồi đi giờ hai mẹ con đi về lại. Không có dám đi nữa. Đi xuống dốc không có được mà đi lên cũng không được luôn. Cái dốc nó cao, cái đầu giày cái em mang cái đầu giày này nè. Cái nó bị nó trơn á, đi không được gì hết. Mà lạng quạng là bị té nữa, nó rất là trơn luôn. Có nhưng mà mẹ không có men đôi giày, nó nặng á. Cái đường nó trắng thôi nè. Nó có một lớp đá luôn à. Rồi bây giờ đi về hai mẹ con mình bây giờ đi về nấu cháo gà ăn. Thôi cách thôi, giờ về nấu cháo gà thôi con ha. Hồi sáng mới đi mua một đường một con gà. Bây giờ mình về mình nấu cháo gà ăn mà nhà hết hành nữa chứ. Nấu cháo ăn cháo gà khỏi hành này. Đi về cho em Tima đi về luôn. Thật là nguy hiểm. Dán đi, đi được một khúc luôn. À, đi được một khúc á. Nhưng mà vẫn không đi được. Đây, Tima này cô chú, Tima trốn ở trong này nè, mới ngủ dậy. Nhìn là cái mặt hơi buồn nha cô chú. Mẹ cũng đi về. Chưa, đi về, đi về. Cô cầm cầm rồi. Nè, con đặt. Nèo tay vô. Trơn quá. Đi xuống dốc là chỉ đi bằng thôi, đi đường bằng thôi, còn đi xuống dốc với lại lên dốc đi không được. Đi với cái bánh xe đi không được. Боядок. Там бей. Там бей. Ну, как я, а хоть иди, давай, бей. Dưới đường á, à, hôm qua mưa đá bây giờ cũng còn á, nó dày tới mấy cm là nên là phải men. Hôm nay không đi đi khắp không khai lần thì hai lần thế luôn hả? Hôm nay đi học kia ta cứ tới hai lần luôn. Nó chập ba lần. Nó chập ba lần thì phải men cái loại giày mà có cái đế, mà có cái đế để chống cái độ trơn này, giống như bánh xe đó. Nó có hai loại, bánh xe mùa đông và bánh xe mùa hè. Mình mang về cũng vậy. Ba lúa, tôi cũng như là
hơn á. Tí để con đi đi về. Hãy không chịu chơi. Lạnh ghê không? Lạnh kinh khủng luôn. Cách đi về con. Mọi người ơi, đây giờ hai mẹ con mình luộc gà. Bây giờ mình nấu cơm, nấu cơm gà. Đây con gà mọi người ngon hơn chưa? Chú ba bà đi về. Chú ba mẹ không biết mấy giờ nữa. Đây là ba đi công tác của chú nha. Cái hai mẹ con gà này ngon. Nó không mát đi về, không mát đi về. Bây giờ mình giờ mình chặt gà ra. Chặt miếng to to rồi ăn cho nó cái dễ nè. Bữa giờ không có quay video chú. Tự vì không có ba mất sim ở nhà. Cái lòng vòng mấy mẹ con nhà. Cho nên là không muốn con quay quay thịt gà. À hả, con quay thịt gà. Quay gần. Chú coi thịt gà này ngon không? Ôi. Ừ, nó chảy nước ra. Vô đây cho nó chảy vô đây nè. Ngon ghê chưa? Hai cái đùi gà nè. Xong rồi à sao đó mi à cái nào mi nấu rồi cái này gà. Nấu chắc tất nhiên nó chín rồi. Giờ mình chỉ ăn thôi à. Tôi cũng muốn cái này gà ăn với ketchup. Ăn với ketchup hả? Dạ. Chọn nhiều ghê chưa chú? Con gà này hình như tới 1,7 kg đi. Cái 7-2 kg gì á. À con bao nhiêu kg? Con hả? Dạ. Cái dĩa này lớn, hai dĩa một con này đừng cái dĩa này không đủ luôn á. Nó con bao nhiêu con kg? Con hai mấy ký á, con nghĩ nhớ không? À. Con hình như ba còn 30 kg quá. À mẹ. Cái này bỏ nè. Mẹ hả? Mẹ 50. 50 kg. Tất nhiên mẹ lớn hơn mẹ mà bằng con hả? Mẹ bằng con thì mẹ thì cái tăng hơn chiếc đũa luôn á. Cái này để xé thịt đây. Để cắt. Để nhiều thịt con gà. Đi lấy cái thịt này xé ra ăn mới ngon. Có nhiều thịt con gà đây. Nhiều. Chú ơi, cái này em để nguyên luôn. Để nguyên chút mình xé ra, xé sơ sơ ra. Xong rồi cái đem đi chấm nước mắm. Ta chỉ có chú con quay. Если баба không có mẹ cả con quay. Bây giờ. Chứ bây giờ mình cắt nó mới lát lát để ăn nó ngán. Không ngon gì hết. Уже 2 phút. 3 phút. 3 phút. Ừ. Vậy luôn. Hôm nay làm con gà đơn giản. Tự vì Tima đi ngủ không dám chặt. Hôm nay tự vì Tima đi ngủ chú rồi nên không dám chặt gà. Sợ nó dậy. Ở đó con bây giờ quay chim cả. Hỏi đi con, em đang ngủ mà quay làm chim. Mẹ tắt điện nó hết rồi có thấy đâu quay. Vô đây, hôm nay cắt con gà. Rồi, chỉ cắt sơ sơ ra miếng lớn thôi chứ mà em chặt nhỏ ra sợ Tima dậy mà đợi miếng ăn nó ngon hơn. Đây là cơm gà. Đó. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Đó, hai mẹ con đi tiếu quá chừng luôn. Uống so lần kìa. À hả? Anh Liễn ngày hôm qua cái mưa đá đó là nói hai giờ hai mẹ con nấu cháo gà ăn, nhưng mà giờ bữa tối đó có còn đồ ăn á cho nên làm biếng không có nấu, là hôm nay mới nấu. Nhưng mà ở bên ngoài đường cái đá mà động lại á thì hôm nay hai mẹ con ra đường tí có chừng cách tí mấy lần con? Sáu lần. Còn em thì tí ịt xuống luôn mấy một lần. Một lần tí mà đi xuống dốc á nó trơn, nó trượt qua tí, nó trượt mình xuống luôn, không có cản được luôn á. Cái đang đây con ăn để mẹ nói con ăn. Cháo gà xin mời cô chú ăn cháo gà đi. Cháo gà thịt gà ngon, cô chú ăn ngon ha.
mày cắt ra cho dễ cầm đó. Ở ngoài đường á nó chơi mức độ mà có nhiều người ở đây cũng được, bò luôn, có nhiều người bò luôn. Không rồi, hôm nay mà ăn cái gì nói cho cô chú nghe, ăn cái gì? Ăn cháo gà. Ăn cái này là gì? Cháo gà nói cô mong món cháo gà với cơm gà. Xong rồi không có đi được đi siêu thị luôn, chỉ là chỉ đi đến đến trước anh Lucas đi học về thôi, chứ không có dám đi xa. Đi xa thì không dám đi, sợ té, không dám đi. Không có hành lý gì hết. Thế khóc cũng khai lăng thì cũng ra được rồi. Thì ăn cơm gà rồi. Khổ thì cái chứ. Cái này cũng mắm con này mình làm là không có ớt á. Xin mời mọi người nha, nè ăn cháo gà nha chú. Xin mời. Mắm gừng ngon. Ớt sừng nó đỏ chứ nó không có cay. Tào lao. Nhưng mình còn trẻ lỡ có té không sao nha. Mấy người già mấy ngày này phải trốn trong nhà không được ra ngoài. Mình đòi gì rồi? Mấy người lớn tuổi thôi. Mình cũng cho một bà già về. Nguy hiểm. Mình cũng không cho cái này bà. Mà còn bà. Nó ba cái tiền. Bà đi đóng thẳng. Tự vì nhiều mình biết là bà đi. Bà đi từ từ. Các tiếng cả bà già đây chứ. Tự vì ở đây nhiều người á, người ta già ta sống một mình, không có sống chung với con cái. Cho nên là người ta bắt buộc phải đi ra ngoài chứ. Đi ra ngoài mua thức ăn rồi đi ra ngoài nhiều lúc dẫn chó thì ỉ rồi. Vậy á. À, là phải tìm một người mẹ. À, đừng có chắc gì không lên. À. Nước mắm mùi. Con gà nó ngon, nó giống như gà Việt Nam. Nước mắm. Cái đó. Nước của mẹ. Nó cay. Hơi cay nhưng mà con thử con ăn được không? Tôi cũng không khuột cùng để chấm nước gà rồi. Đúng rồi. Rồi trong cái cơm này có gia vị rồi, còn nước mắm đâu? Giữa gia vị nó vừa ăn rồi. Nước mắm để chấm gà thôi. Một chấm. Chấm gừng. Rồi ăn cái chỗ này nè, ăn cái này. Thấy nhiều người đi mà lớn luôn, với là bò luôn, không có đi được. Đi lên cũng không được, đi xuống cũng không được luôn. Chỉ đi bằng thôi. Mà em đi với lại cái xe đẩy của Tim An, xe đẩy á, có bánh xe á, nó xuống nhanh mà đi không kịp thì nó kéo theo luôn, không tí. Một lần một tát một tát. Cái gì luôn? Đó. Lúc mà người học sáng hả? Đó. Một lần, ý số đó thêm. Một tập rồi. Nó ở đây không, ở đây chút chút ục, ở đây nhiều. Thôi không chưa? Ở đây chút chút. Tạm biệt em quá. À, bà lô không bác sĩ không ục. Là con, là bà lô. Là con. À, nó khi có tiếp chụp sự y nước, nó không ốc, nó bà lộ. Nó rơi xuống á. Cái dụ như mà cái mưa đá nó rơi xuống như cái hạt đó nó tròn giống như nên là cái độ trơn rất là nhiều, nó cao. Cái nếu mà nó gặp mà trời thời tiết mà không có lạnh á thì nó tan ra luôn. Còn này nó lạnh, nó ai âm á, cái nó thành mặt kính, nó như cái kính nè. À sao nó con nó có độ trơn, độ bám gì hết, nó trơn. À khi nó con thêm sâu lắm, con sâu. Bay hồng này con đúng nó con chú nó có con bay hồng đó. Con trái sau đó ủ tạc tiền. Tôi không trái, con không trái kiểu con đó. Nó khi nào mình con chỗ này mình phải đi học chơi chuột ba tinh. Phải
đấy, hoặc là chơi trượt ba tinh, chơi trượt bằng bánh xe ba tinh các, mình có thăng bằng tùy nghe tự tí. Và cái môn thể thao không? Có đồ dày ở dưới có mấy bánh xe á, đi trượt á, nhớ không, biết không? Ừ, đúng trượt ba tinh đâu dày, mày đâu dày mà có bánh xe, đúng rồi. Kêu là trượt ba tinh á. À cái à rồi đồ dày. Ừ. Ăn cái này. À, tên nhà nó cầm kì. Cầm kì. Cầm kì. Cầm kì. Đó. Ừ, cầm kì là cái môn trượt ba tinh. Cái này chơi ba tinh đó là Dream Town. Ừ, Dream Town nhiều. Hàm thì Dream Town con chơi một. Con chơi sto kỳ lông người chơi. Có không chơi kỳ nhỏ. Không có này nữa. Có. Có người lớn người nhỏ luôn. Con chơi chơi một là hai. Con không chơi nhiều. Một là hai. Ừ. Nó cũng không nhỏ. Rồi có là không phải là không học. Phải là không? Nhà hết hành, hết ngò. Ừ. Ba, có ba cải. Ba miếng. Ba miếng. Con ngò. Ngon rồi. À, còn trên đường xe chạy thì có xe người ta đi đổ đổ cát rồi chứ, người ta có xe người ta đi đổ cát ở trên mặt đường á. Ừ, ngon cái con gà này ăn nó ngon quá trời luôn nè, cái này da gà mà con không có. Thế nào đi xuống của ta thế nào, đi xuống của ta thế nào, đi xuống của ta. Кстати, я сам, ну, как он дыхал по сам, но бики там, ты. Кубай, ну, он, я говорю, а он ты? Ну, вот так вот ты. Ух, сам. Ну, я. Mình không, hiện tại bây giờ là không được đi xuống, có lẽ không được đi lên. Đi lên cũng không được mà đi xuống cũng được luôn. Đi làm sao mà kiếm con đường mà phải bằng. Chèo lên nó trượt xuống, chèo lên nó trượt xuống. Sợ cái nào dám ra ngồi chơi không con? À xem từ các đi chơi khi khi giờ giờ thì đi chơi. Ăn rau vô con, rau ngon. Phải có hành ngò hoặc là rau thơm nữa mới ngon. Nhưng mà không đi được. Ăn thịt gà đỡ. Mắm gừng ngon. Một trăm điểm. Khi nào baba bút tôi đi về baba cái này ăn. Ừ. Tự nhiên hôm nay mình mua chút con gà ngon. Con nhiều ăn ngon nào luôn. Rồi. Con nhiều ăn khi nào quay video. Đi coi YouTube. Hả? Xíu gì ăn ngon.
ăn cháo. Tôi không tiền. Ăn hết. Ăn cút. Thế nào cũng no. Khỏi ăn. Ăn thì con ăn hết đi, con ăn hết thì mẹ. Ăn cơm hết chưa? Ăn cút. Ngồi xuống. Ăn salad đây. Này thêm dưa leo. Nếu mà đi được siêu thị thì mua thêm rau thơm với lại dưa leo tươi, nhưng mà không có thì ăn dưa leo khô, ăn dưa leo muối. Có biết mày nghĩ gì không? Mình nghĩ nếu mà trong trường hợp này mà mình con đi đá banh ở trên cái nhà ở phía trên á. À, người ta xoay dứa. Ừ. Thì sao? Có đi được đâu hả? Nó cao, cái dốc nó cao sao đi được. Mọi người sống như nó sao đi lên đi xuống chọn. Trượt tí chết. Chắc ở trên đó luôn quá à. Con à? Ờ, xoay dứa của xuất thể. Như nào là để xuống. Ừ, nhưng mà nếu còn đi xuống sao phải đi lên chẳng? Đúng rồi, cần đi xuống đâu, cần đi lên. Nó sẽ cần nào. Giờ sao đi vô à? Hai mẹ con đang nói về cái trong cái trường hợp mà đá mà nó trơn á, mặt kính như vậy thì sao mà đi lên được cái ngôi nhà mà lúc trước mùa hè đi đá banh ở trên của chú. Chẳng một cái đi đá banh á, trên bốn cái tòa nhà mà cao cao á, thấy không? Cái này là flourish dua. Cái này là flourish dua. Cái độ cao tới 100, hơn 100 mét á. Độ cao dốc á là 100 mét á. Không đi được. Đi lên uống được, đi xuống uống được. Nó đó. Thật là nguy hiểm. Hồi xưa xong mình ăn đợi ở nhà Flavio Dua. Ngon quá. Có thịt gà không à? Hôm nay ăn món này nó khá thích. Там слушают пицца.
И тет ВК. Замок. Замок конечно. Сейчас кун анхор лё кун анчал. Ах на кун лё кун уже хама. Thấy như liêm không? Ừ. Nhìn. À. Chua không? Ừ. Ừ ta. À. À. Hôm nay quay video tới đây, cảm ơn mọi người đã thương nhị em nha. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn chị, đẹp khán giả rất là nhiều. Tạm biệt. Ai chưa đăng ký ủng hộ kênh nhà em nha. Bye bye. More like, đăng ký.